What do you have there? This is the Olympus Digital Voice Recorder. Oh, stereo. Okay. Don't point it in my face. There. Okay. Sorry, can't get it open. Yeah. So what to reach? This one is that. Zip up the head. Yeah. Not easy. Oh, like that. Yeah. Ah. All of that, the inside. Okay. Okay, now the okay. That. There. Yeah. Well, still starting to go. And you turn on. Oh, this one right here, now the microphone right here. Headphone right here, see? And it's two speaker right here. Yeah, two microphone right here. What do we call stereo? Oh, I see. And this one is on off. On off and turn on. It's for the track. Put it in here. Okay, yeah. See? Track in here. See? Put the track in here. See? Rồi các bạn có thể là muốn mà đưa vào trực tiếp trong cái máy vi tính của các bạn thì các bạn đẩy cái nút này lên để bấm cái máy hình của các bạn, máy vi tính của các bạn đó, thâu lại đó, hoặc là để vô mình edit trong những cái video của mình. Đây là cái máy thì mình quay cái mình thâu cái video á, với sau thâu cái tiếng nói để khi mình edit trong cái video của mình, phải không? Này là của hãng Olympus. Đây thì đó. Đó. Off phải không? Đó, bật lên. Đó thì nó sẽ hiện lên rồi đây. Đây là cái nút để bỏ vô, cái này là cái mic, cái microphone á đó, để mình thâu dùng nói. Còn cái này á thì đây là cái ống cái để nghe đó, cái headphone để mình nghe cái giọng nói của mình hay là cái âm thanh mình thâu, phải không? Đó thì khi mình bật lên nó hiện lên đó, on first thì chạy ra đó. Bây giờ cái mình trong đây thì nó có những cái đây calendar là mình chỉnh lại ngày giờ tháng nè, khi mình thâu thì
ra. Còn cái này là cái menu, là cái hộp số, thì nghĩa là mình bấm lên thì nó sẽ hiện ra những, có tới tổng cộng là 10 cái để cho mình chỉnh, chỉnh tới chỉnh lui, thì mình dùng cái này nè, bấm lên bấm xuống rồi các bạn, đó, đó bấm lên bấm xuống như vậy đó, mình chỉnh mọi thứ, đó, thấy không? Đó, rồi xong rồi cái mình bấm trở lại, bấm cái menu trở lại thì nó sẽ loại ra, đó, tiếp theo thì, đó, bây giờ mình thâu thử coi nha, mình thâu thử thì mình bấm cái nút thâu này, đó, bây giờ mình thâu thử mà bấm nút cái thâu này, thì trong đây nó có sẽ nó có cái hệ thống ghi âm trong đây như là tới khoảng 69 tiếng, đúng không? Nó có thể thâu cả ngày luôn đó. Ở trong đây thì cũng có hai cục pin, hai cục pin đây, hai cục pin bỏ dưới đây đó. Ở đây là cái đế đế nè, cái đế chân để mình để trên bàn đó, không có liền xuống đó, là cái đế chân đó, đóng cái đế chân lại. Bây giờ mình thâu thử nha, giờ bấm vô đây mình thâu, nhá đèn lên á là mình thâu đó. À, testing, my new Olympus recorder, so I testing this one, maybe we will take cross country, Canada, cross country by train. Thân chào các bạn, chúng tôi có thể là đi du ngoạn bằng tàu hỏa xuyên nước Canada. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Đó, bây giờ tụi mình bấm stop. Đó. Bây giờ mình review cái giọng nói của mình ra sao nha các bạn. Nhá đèn lên á, làm sao đó. Testing. Recorder. So I testing this one. Maybe we will take cross country, Canada, cross country by train. Thân chào các bạn. Chúng tôi có thể là đi du ngoạn bằng tàu hỏa xuyên nước Canada. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Bây giờ tôi bắt đầu bấm. Đó, là như vậy đó các bạn đó. Không? Bây giờ là mình tắt. Bây giờ mình tắt nha. Mình cứ bấm nút tắt. Rồi, thân chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, mọi việc tốt đẹp.